Tâm trù khi không ngã kèn, đất bằng một viện thầy đều kính. Bài không đeo được dán dường lại, đàn đỏ ai cũng nghe ở dự hình. Liều thể không xong đứng chặn được, liếm đành dịch dẫn dịch lệ đừng tính. Công danh thối thể là vô huyện, đại sự chỉ nhường tự thầu sinh. Tôi lượn lên thì gặp ông thầy, ông được lên làm bộ thần thơ. Ông mới dạy cho tôi học, ông chỉ nói kịch. Kịch trong nội khi trước có gọi gọi là kịch trải dừa. Cả chiên mà không ăn mà khỏe là dừa, đúng bệt dừa khỏe. Là thằng cỏ nắm lạ. Ông chỉ nói cái hình dừa cho tôi, chứ tôi chưa hình dung được kịch. Rồi sau một thời kia bà tự cúng ra rồi, tôi mới đi lên để hầu thăm. Thì bà lại nói rằng cô chưa trong nội đuổi đường tư cả như rắn chứ cô. Ngài nói đưa thấy thố cô, ngài mua vải đem về cho chị làm. Cô làm được à? Dạ được. Vì cô tôi qua rồi may ảo cho ngài đó. Rồi đưa thì là rồi may được bà đem gọi ra tôi qua rồi tôi may. Cho nên từ bắt đó mà tôi thành ra là người làm gọi gọi dừa cũng đình là trong 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 Việt Nam hiếm có ai làm hết. Năm trù chút rồi con cũng chắc tôi mà tôi làm gọi gọi dừa là từ hồi nợ đó, là từ hồi bà từ cũng đem mẫu ra thì mẫu phụ tắm bà là khéo làm khéo nè, đẹp nè. Cô làm chặt chặt đẹp, làm thôi chợ đi các lăng trống miễu chín ăn đều có là gọi dừa của tôi trong hết. Là hồi nợ tôi ở cùng trực, tôi xin lấy ở cùng trực để hướng khỏi. Rồi bây giờ tôi làm gội luôn rồi.